đến với một giáo án của một cô giáo. Như các cô thấy, đó là một giáo án EDP thiết kế ngôi nhà, và đối tượng là mẫu giáo lớn. Và chúng ta sẽ thấy là cô giáo đặt các cái mục đích yêu cầu như sau. Về khoa học thì là trẻ biết tên các nguyên vật liệu để thiết kế nên ngôi nhà bìa cắt tông này. Về công nghệ là sử dụng các nguyên vật liệu này. Về kỹ thuật là thực hiện kỹ thuật cắt xé dán này. Về nghệ thuật là trang trí ngôi nhà tạo ra và đảm bảo thẩm mỹ. Về toán học thì biết các hình hình học cơ bản. Về kỹ năng thì cô giáo đề cập ra như sau. Thực ra cái phần mà trẻ có kỹ năng tư duy cắt dán đây này, nó chính là cái phần này, phần thể hiện kỹ thuật này này. Thế cho nên là các cô đã đề ra nó ở phần kiến thức rồi thì phần kỹ năng cô cũng không cần phải cung cấp lại. Rồi trẻ mạnh dạn tự tin hòa đồng thì cái phần này nó là phần đương nhiên của một lớp mẫu giáo lớn ấy, thì cô có thể đưa nó thành là kỹ năng hoạt động nhóm. Đấy. Đấy, ví dụ như vậy. Còn trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi thuyết trình thì nó cũng là kỹ năng hoạt động nhóm và kỹ năng thuyết trình sáng tạo, thì cô cũng có thể để nguyên như vậy. Thế còn về giáo dục là biết yêu thương ngôi nhà, là biết giữ gìn vệ sinh này, hứng thú tham gia hoạt động này, có thái độ quan tâm động viên này, yêu thích giờ học, thì cô căn cứ vào cái mục tiêu chính của hoạt động ấy, cô đề ra các cái nội dung giáo dục sao cho phù hợp, tránh trường hợp nó có quá nhiều các nội dung cần đạt trong một hoạt động. Các cô cứ hình dung là như thế này: những mục đích yêu cầu các cậu đề ra thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có thêm các cái hoạt động để đạt được cái mục tiêu đó, chứ không phải chúng ta cứ đề ra mà chúng ta không có hoạt động đâu. Cho nên là khi chúng ta đề ra mục đích yêu cầu, chúng ta cũng cần căn cứ vào là ở trong cái nội dung này cô giáo sẽ cần phải đạt cái mục tiêu nào tiên quyết, và cô đưa cái mục tiêu đó vào trong mục đích yêu cầu, tránh trường hợp là nó quá nhiều và quá dài, thành ra là các cô sẽ không đạt được mục đích yêu cầu của hoạt động. Về chuẩn bị thì thông thường đối với một hoạt động chuẩn bị, đối với một hoạt động STEAM ý, thì các cô sẽ phải thể hiện được cái nội dung là: một là cô chuẩn bị cho trẻ. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái phần nữa, đó là trẻ tự chuẩn bị. Đấy. Thì ở đây cô mới chỉ có cái phần cô tự chuẩn bị cho trẻ, thì cái phần trẻ trước đó trẻ đã được chuẩn bị điều gì thì cô cũng có thể nêu vào đây. Đấy. Ví dụ như là nguyên vật liệu này là cô chuẩn bị, đúng không ạ? Rổ đựng đồ dùng là cô chuẩn bị. Vậy trước đó cô đã được quan sát, được tham khảo rồi những cái nội dung gì liên quan đến cái hoạt động chính của ngày hôm nay thì cô cũng đưa vào đây. Đấy. Về tổ chức hoạt động thì ở đây tìm hiểu vấn đề, thì đối với quy trình EDP nhé, chỗ này nó sẽ là hỏi hoặc là đặt vấn đề, thì cô đưa đúng về để cho, ví dụ như tránh trường hợp là có một số cô giáo sẽ hơi máy móc một chút khi các cô giáo thấy vào các cái bước của các cô như vậy nó không đúng với quy trình, thì họ sẽ lại có ý kiến là đây không phải là quy trình EDP. Thế thì đây có thể coi là một tình huống cô có kể một câu chuyện này. Đấy, sau đó thì cô đưa cái câu chuyện đó đến, dẫn đến hướng là nhà của bạn Thỏ bị sập rồi và chúng ta sẽ cần phải có gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải có làm giúp nhà cho bạn Thỏ. Thế cái hoạt động tưởng tượng này cô nhé, nếu như đối với một quy trình EDP thì cô nghe lại cái video mà mình đã dạy ở cái buổi thực hiện quy trình EDP. Phần này là phần quan trọng nhất và phần này là phần cần làm sâu nhất đối với trẻ. Lý do vì sao? Trẻ chỉ thực hiện được, chỉ thiết kế được khi trẻ đã hiểu về vấn đề. Vậy thì ở phần tưởng tượng này, trẻ sẽ phải được khám phá ngôi nhà trong thực tế như thế nào, có những nguyên vật liệu gì làm ra ngôi nhà, trẻ sẽ nắm được cái quy trình để làm ra ngôi nhà, rồi thậm chí là trẻ sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu như thế nào, chứ không đơn giản là chúng ta chỉ có quan sát những ngôi nhà đâu. Như vậy nó sẽ giống một hoạt động tạo hình cô nha. Đấy, thì cái này cô có thể điều chỉnh. Và hoạt động thiết kế, đương nhiên sau khi mà trẻ đã tưởng tượng và tích lũy đủ kinh nghiệm, trẻ thậm chí đã chuẩn bị nguyên vật liệu để mang đến lớp này này, thì đến hoạt động thiết kế thì đây nó sẽ có một cái hoạt động gọi là thiết kế sau đó chế tạo. Đấy, thì nó sẽ có cái bản thiết kế, thì ở đây cô giáo nêu rất là ngắn gọn thì mình hiểu rằng là cô đã tiến hành trước đó. Vậy thì cô cũng phải thể hiện trong giáo án là trước đó các con đã làm được gì. Cái bản thiết kế đó phải cũng phải để cho trẻ lên để trẻ gắn kết là ngày hôm qua con đã làm như thế nào, chứ không phải là chúng ta đưa cái phần tưởng tượng rất là ngắn như này xong chúng ta đưa thẳng vào phần thiết kế như vậy thì sẽ dễ bị hiểu lầm ấy. Nghĩa là người ta sẽ hiểu rằng là cái hoạt động này, thiết kế này của cô, cái bản thiết kế này của cô là cô chuẩn bị. Đấy, nhưng cô phải làm thế nào để cho mọi người hiểu rằng là cái bản thiết kế này là do các con chuẩn bị và nó được chuẩn bị như thế nào. Đấy, thì ở đây cô có mời đại diện lên để trình bày thiết kế. Đấy, đây này, ở phần này này. Sau đó thì
cho đàm thoại. Cái phần này cũng tương đối là ổn đấy. Tuy nhiên thì cô cần phải nêu bật được cái nội dung mà mình vừa nói về phần chế tạo, hay còn có thể nói là đây chính là cái phần mà áp dụng đấy, tạo ra sản phẩm thì trẻ sẽ làm các cái nguyên vật liệu. Thì cái phần này nhá, cái phần thiết kế này, lập kế hoạch thiết kế này này, cái phần này nó cũng sẽ phải có là nguyên vật liệu con đã chuẩn bị là gì đấy, rồi phân công trong nhóm ra làm sao, các nhóm sẽ làm như thế nào đấy, thì nêu bật được nội dung đó. Về phần chế tạo thì là một trong những cái phần mà nó đơn giản nhất của một hoạt động EDP, cho nên là mình cái phần này cô tiến hành như này là tương đối đầy đủ. Thử nghiệm cải tiến, cô sẽ cho trẻ trưng bày sản phẩm này, rồi cô sẽ mời nhóm trưởng lên trình bày này, sau cô đặt câu hỏi. Không phải, cái phần này chính là cái phần mà thử nghiệm, chúng ta sẽ thử xem là à, cái ngôi nhà này nó, nếu như mà bạn Thọ ở trong đó thì có tiện nghi hay không, nếu như con muốn thay đổi thì con sẽ thay đổi điều gì, và những cái ngôi nhà mà làm từ nguyên vật liệu này chúng ta còn làm từ những nguyên vật liệu nào nữa chẳng hạn như vậy. Sau đó thì các cái tình huống của cô ấy để dẫn vào ấy, dẫn dắt cũng khá là hay. Và cuối cùng nhé, chúng ta cũng nên hỏi thêm các cái cảm xúc rồi các cái mong muốn của trẻ khi làm cái ngôi nhà này cho bạn Thỏ như thế nào. Cơ bản mình thấy cái hoạt động này của cô thiết kế tương đối là ổn. Tuy nhiên thì có một số các cái nội dung cô cần làm rõ và nhấn sâu hơn để cho những cái người dự giờ của cô sẽ thấy được rằng là à, đây là một quy trình EDP để tiến hành dạy trẻ theo định hướng STEAM, cho nên là nó sẽ có những cái bước như vậy, và tránh trường hợp là sẽ hiểu lầm đây là một hoạt động tạo hình. Chúc cô thành công.